Thưa quý vị, các bệnh lý cột sống như thoát vị đĩa đệm, thoái hóa, chấn thương, u đốt sống, dị tật ngày càng phổ biến. Nhiều trường hợp bị đau đến không thể đi lại được, phải bò hoặc nằm bất động tại chỗ nhưng vẫn không dám can thiệp phẫu thuật vào cột sống vì sợ bị liệt. Vậy với những kỹ thuật mới sẽ mang lại điều gì cho bệnh nhân khi phẫu thuật bệnh lý cột sống? Chỉ sau 3 ngày phẫu thuật hai đốt sống, bệnh nhân này có thể đi lại và vận động toàn bộ phần thắt lưng, cơ đùi. Ít ai có thể tin được bệnh nhân có thể đi lại được như vậy, vì khi vào viện, bệnh nhân phải ngồi xe lăn. Ngã gọi là cứ đang đi thế này là nó rút cột sống hay là nó khuỵu xuống ngã luôn. Mà các con em nó bảo, mẹ ơi mẹ có đi mổ không, có đi làm nào chứ bây giờ mẹ cứ thế này, cái đốt thế này. Nó không nhói, nó không... Nó ở cái hai cái đốt ấy, nó nhói xong rồi là nó khuỵu xuống. Cảm giác là nhẹ nhõm, đỡ. Nói tâm lý nó cũng thoải mái. Hiện nay, khoa ngoại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã ứng dụng hệ thống theo dõi và bảo vệ thần kinh trong phẫu thuật cột sống, giúp tránh tổn hại thần kinh, an toàn tuyệt đối trong phẫu thuật, không còn lo di chứng thần kinh sau mổ. Đặc biệt, bệnh viện đã ứng dụng phẫu thuật ít xâm lấn, bắt vít qua da, vết mổ nhỏ và nhanh lành vết thương. Bệnh nhân phần lớn ra viện sau 5 ngày phẫu thuật. Hẹp ống sống hoặc là trượt đốt sống nó bóc nghẹt cái dây thần kinh. Nếu mà có chỉ định mổ là phải mổ càng sớm thì càng tốt, không ấy, khi thần kinh bị tổn thương rồi thì mình mổ nó sẽ chỉ hồi phục được một phần thôi. Tức là mình thấy là một cái dây thần kinh nó có rất nhiều sợi ở trong đấy. Khi mà bị nó chèn ép ấy, thì có một sợi nó bị tổn thương hẳn thì nó không hồi phục, nó chết hẳn. Còn có những cái sợi mà nó chỉ bị chèn ép thôi, nó không bị tổn thương hẳn thì khi mình mổ ra nó sẽ hồi phục được. Vì thế nên là cột sống thì thực ra các cái bệnh cột sống người ta mổ không phải, tỷ lệ nó không phải quá cao đâu, khoảng 20% các cái bệnh cột sống nói chung. Tuy nhiên thì phải đi khám bác sĩ ngoại khoa về thần kinh ấy, cột sống ấy, thì mình mới biết khi nào thì nên chỉ định mổ và thời điểm nào. Thế còn nếu mà chúng ta cứ điều trị rất là nhiều nơi, đủ các loại hình, đông tây y rồi các loại, thì đôi khi nó bỏ qua cái cơ hội để phục hồi tốt cho người bệnh. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật trong phẫu thuật bệnh lý cột sống mà tỷ lệ bệnh nhân phục hồi vận động tốt sau phẫu thuật là 95-97%. Vì vậy mà bệnh nhân không nên quá lo sợ và bỏ qua giai đoạn vàng để cứu mình từ việc sử dụng phương pháp phẫu thuật bệnh lý cột sống.